Hello Simon. Cô nói không? Alo. Gì cô? Mình học nha, bữa nay mình làm bài kiểm tra nha. Nhớ không? Nhớ không? Bữa trước cô nói con rồi đó. Hôm nay cô học trước với con nha. Rồi, cô ơi, Hà nó muốn học trước cô ạ. Dạ. Để học. Hà vào đi, nhanh lên. Rồi, tôi còn đứng đây cho qua bên kia nghỉ. Mà để mấy này qua kia. Để nguyên đây không sao. Để nguyên cho con học rồi Hà vào đi. Không có lấy mấy cái gì. Không, không, em rồi, Hà học trước hả? Dạ, đi con kia. Ừ, sao cái mặt hồ thiêu vậy? Là con à, bố hả? Bố la con hả? Mà ăn gì, ăn cho xong đi rồi học, có gì đâu mà khóc nhẹ. Oh, thôi đừng buồn nữa, học tí xíu rồi mình nghỉ nha. Rồi đến đây. Rồi bây giờ cô share bài với con ha. Rồi, bây giờ cô share bài với con này. Ăn gì vậy? Hậu ăn gì vậy? Con ngậm thuốc. Ăn ngậm thuốc hả? Ừ. Đây, cô share bài với con nha. Rồi. Bây giờ mình học học bài về con cỏ nha. Insects, cô sẽ xem với con. Này Pau kể cho cô xem á, Pau có biết con bọ gì không? Không biết hả? Rồi, ok, cô sẽ xem với con nha. Cho học đàng hoàng xong tí nữa ăn nốt cơm nhá. Để phần cơm cả đậu cho học thì lát con ăn nữa nhá. Ok, học là đó vậy thôi chứ bố Hùng có la đâu. Tí nữa về mét mẹ Hạnh hả? Bố Hùng ở nhà la con hả? Trời. Ồ, sao vậy? Bố nói là mẹ Hạnh. Bố nói là mẹ Hạnh giữ không bố. Không sao? Nói là mẹ Hạnh sao? Mẹ giữ hơn bố. À, mẹ Hạnh giữ hơn bố luôn hả? Rồi, đây bài của mình ha. Nào. Insects, written by Katie Stanley, illustrated by June Julie. À, rồi. A butterfly. Nào, con sẽ có a butterfly. Butterfly là con gì? Con gì đây, Bầu? Bướm. À, con bướm. Con có nhìn thấy con bướm ở ngoài bao giờ chưa? Butterfly. Hả? Nhìn thấy chưa nào? Nào, butterfly. Nào, câu nào? Butterfly. Butterfly. À, butterfly. Okay, good. Này, butterfly. Mình có từ này là butterfly. À, con bướm này nó có nhiều màu lắm. Nó có màu xanh, màu à không. Có màu ở đây có con sẽ có như này. It's yellow and black and orange, okay, and white. Con thấy không nào? Next. À, A, B. À, A, B. À, con sẽ có B. B. B, con nhìn thấy con ong bao giờ chưa? Do you have ever seen? Yeah. À, dạ rồi. Nào, con có sợ nó không? Con có sợ nó không? Con có sợ con ong không? Không hả? Không sợ luôn hả? A, B. Nào. Cô đọc với cô nào. A bee. A bee. Okay, good. Now. A mosquito. A mosquito. A miss mosquito. Con có biết con này không? Đố bầu con này con gì ta? Con mũi. À, nó có cái kim nè.
nó có cái kìm ở ngay cái đầu của nó lại, nó chích mình đó, nó hút máu mình đó. Nào, mosquito. A mosquito. Mosquito. Okay, now. Mosquito. A mosquito. Okay, next. I fly. I fly. Con có biết con này không? A fly. Con gì đấy? Hả? Cái con ruồi đó, nó hay đậu thức ăn đó. Hả? À. Cô, nhưng mà cái con mũi hồi nãy nó hút máu mình có chịu bị chết không? Không, nó cắn mình ngứa thôi chứ đâu có chết đâu. Cắn nhiều quá thì có con nó sẽ... Không, cái con mũi kia nó hút máu mình nó có chịu đây, đúng không? Chết. A mosquito. Nó cắn mình có chết không? Không, mình đâu có chết đâu. Nó cắn rồi. Nó hút là mình ngứa thôi. Nó hút máu mình, nó làm mình ngứa thôi. Đó, nè, nó cắn mình xong cái bụng nó phình lên, nó chứa máu của mình ở trong á. Con có bị con mũi cắn bao giờ chưa? Con có bị con mũi cắn chưa hả? A mosquito. Ok, yeah. A fly. A fly. Con mũi nó hút máu mình ngứa nhiều lắm không? Mình phải cắn nhiều hả? Đúng rồi đó. Cô bị con mũi cắn, cô cũng ngứa quá chừng. Cô có lần con cũng bị ngứa quá, có lần con cũng bị con mũi cắn, con ngứa quá, con gãi hoài luôn. Đi trường con cũng gãi, lúc về nhà con cũng gãi đó. Lúc đó mà bôi dầu á, nói bà ngoại bôi cho miếng dầu là nó đỡ ngứa. Rồi. Con gãi. Mẹ con nó cắn nè. Ghê quá vậy hả? Con nó cắn con ngứa. Fly. Nào fly nè, con sẽ có con ruồi với là fly nào. Con nào fly. Now fly. Okay. Next. Dragonfly. A dragonfly. Con có biết con này không? Con bao giờ con nhìn thấy con này chưa? Dragonfly. Dragonfly. Con gì ta? Cái con chuồn chuồn á, con đi công viên rồi hay con hay thấy đó. Hay đi ra bờ sông hay thấy con chuồn. Nó có làm gì mình không? Không, nó đâu có cắn mình đâu. Dragonfly. Nào, cô đọc với cô nào. Dragonfly. Nào, dragonfly. Dragonfly. Con này tốt lắm đúng không cô? Nó không có cắn đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Nó chỉ bay giống như con bướm, nó bay phấp phới vậy thôi. Nào. A mantis. A mantis. Mantis. Cái con này là con gì? Mantis. Con này là con cào cào đó. Con chuồn chuồn phải không? Phải. Con bọ ngựa. Con này con bọ ngựa. Con thấy con này chưa? Dạ, người con coi trên TV con thấy nữa. Con coi trên TV con thấy rồi. Con đợi cô xíu nha. Rồi, a mantis. Nào. Mantis. Mantis. Nào, cô đọc với cô nào. Mantis. Mantis. Nào, mantis. Nào, cô nào, con đang xem gì vậy? Con học cho xong rồi xem tiếp. Mantis. Mantis. Ok. Tiếp theo. Con sẽ có là... Ladybug. Nào, con này con sẽ có ladybug. Con nhìn thấy con này chưa? Con nhìn thấy con này chưa nào? Ơi. Hử? Hôm nay con có học giỏi không? Có. Mình học nhanh đi rồi mình nghỉ, mình sắp xong rồi đó. Con đọc cho xong mấy từ này rồi mình nghỉ. Nào, ladybug. Nào, ladybug. Ôi, đọc hết cho bài này rồi nghỉ đúng không? Rồi chơi game nữa rồi nghỉ. Chơi hai game nhỏ nhỏ xíu nữa rồi nghỉ ha. Nào, ladybird. Nào, ladybird. Cô ơi, học xong cái bài này rồi hai bài nữa vừa nghỉ đúng không? Đúng rồi. Ladybird. Mình có từ nào? Con đọc với cô nào. Ladybird.
Ladybird là con chỉ có ba bài thôi. Đúng rồi. Ladybird. Ladybird. Ok. Next. Mình sẽ có gì tiếp theo nào? Oh. A stink bug. A stink bug. Cái con này là con stink gì đây ta? Cô cũng không biết con này, hồi giờ cô chưa nhìn thấy con này luôn á. A stink bug. A stink bug. Stink bug. Để cô xem nha. Rồi, để xem cái con này là con bọ có mùi khó chịu. Cái con này là con bọ, nó có cái mùi hôi hay sao á, gọi là stink bug. Stink bug. À. Rồi tiếp theo nào, con xem cái này. Stink bug. Rồi tiếp nha. Đa số mà mình hết rồi, bây giờ con đọc lại một lần nữa nè. À. Ôi sao vậy, mình chưa chơi game mà, mình còn cái game nữa mà, sao nó nhảy qua đây rồi, con đợi cô xíu nha. Insects. Rồi bây giờ con đọc lại một lần nữa. By Katie Stanley, illustrated by June Julie. A butterfly. Nào, cô đọc lại một lần nữa đi con. Butterfly. Nào. Butterfly. Good. Okay. Now a bee. A bee. Now a bee. Okay. Mình thấy con a bee á. Mosquito. Là mình lo mình tránh đi chứ không nó cắn mình đó nha, nó chích mình nó còn đau hơn con muỗi luôn đó. A mosquito. Nào. A mosquito. Okay. Nó cắn mình đau quá. Con đó. Cái con gì nãy nó cắn mình đau đúng không hả? À, con ong á hả? Con ong là nó cắn mình đau đó. Con ong hồi nãy á. Ừ, đúng rồi. Nó sưng lên luôn. Nó nhức lắm. A dragonfly. Now, a dragonfly. A dragonfly. Okay, good. A mantis. A ladybug. Now, a ladybug. Good. Okay. A stink bug. Now, a stink bug. Okay, good. Rồi mình chơi game nha. Oh, cái này nó không có game luôn ta ơi. Cái này nó không có cái game ở trong đây luôn. Rồi, bây giờ mình chơi một cái game khác nha. Con có muốn chơi game không? Con. Con muốn chơi game. Rồi bây giờ cô sẽ cho con chơi một cái game nha. Chơi một cái game. Chơi xong cái game đó con nghỉ hả? Đúng rồi. Để cô xem. Bây giờ xem thử con có cái game này nè, con sẽ đoán đây là con vật gì nha. Yeah. Ok, cô sẽ share với con màn hình nè. I share with you. Nào, con nhìn thấy màn hình không? Nào, this is our game for today. Rồi, bây giờ mình sẽ xem đây là con vật gì nha. Cái con này á, là nó sẽ sống ở trên nông trại đó. À. Nào,
Bông nó kể cho cô những cái con mà nó sống ở trên nông trại xem. People, animals live on the farm. Có con gì sống ở nông trại nào? Ví dụ như con gì? Pig. Do you know pig? Con biết con heo không? Pig. Oi, oi. Có lần con thấy con gấu nó ăn thịt người á. Ở đâu? Con thấy con gấu ăn thịt người ở đâu? Con coi trên phim con thấy á. Con coi game con thấy nó ăn thịt người. Ông ngoại con gấu ngoài đời, con thấy con gấu ngoài đời nó ăn thịt người á. Ờ, ghê vậy. Rồi bây giờ mình xem nha. Nào, con xem tụi con này con gì. Nào, con quay xem nhanh nha. What animal is it? Con bò. Tiếng Anh là gì? Con bò tiếng Anh là gì nào? Cow. Yes, mình xem được phải không nha. Yes, it's a cow. It's a cow. Okay, very good. It's a cow. Now, next. Mình xem tiếp theo nha. Cow number two. What animal is it? What animal is it? Now, Paul. Paul ơi, con xem thử đây là con gì nào? What animal is it? It's a pig. Mình xem nha, phải không nào? Yes, that's right. It's a pig. Okay, now next. It's a horse. Is it a horse? Con ngựa. Con đoán con ngựa hả? Xem thử nha. I don't know. Oh, maybe that's right. It's a horse. Horse. Yes, it's a horse. Ai, con xem tiếp theo nha. What animal is it? Can you guess it? Yes, sir. Hả? Vịt. Con vịt tiếng Anh là gì nào? Con có tiếng Anh á. Yes, sir. Yes, sir. It's a dog. Mình xem được phải không nha. Xem được phải không? Is it a dog? Oh, that's right. It's a dog. Now, next poll. Now, continue. What animal is it? Con này con không biết tên, con biết nó. Con biết nó hả? Xem con nha. Con biết nó mà con không biết tên. Con không biết tên hả? Rồi xem tên, tên đó là con gì nha. Nào, sheep. Nào, bâu đọc đi nào. Sheep. Sheep. Là con gì? Con cừu đó, con cừu á. Con cừu, sheep. Okay, sheep. Nha. Sheep. Tiếp theo con xem nha. What animal is it? Let's see. Can you guess it? Con có đoán được con gì không nè? Cô dừng lại đi. Con biết nó rồi, con biết nó mà con không biết tên, con biết nó mà con không biết tên. Con biết nó mà không biết tên hả? Con đoán dạ. Tiếng Việt nó là con gì? Nó là con gà. Con gà hả? Mình xem nha. Xem phải không? It's a kitchen. Nào, câu đọc với cô nào. Kitchen. Kitchen. Kitchen, okay. Kitchen. Next, mình xem nha. How many did you guess? Nào, con đoán được con gì nào? Con đoán được cow nè, pig nè, horse, dog, sheep, and kitchen. Nào, câu đọc với cô nào. Cow. Cow. Pig.
Now pig. Horse. Now horse. Horse. Okay. Duck. Horse. Now duck. Duck. Sheep. Duck. Sheep. 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 Kitchen. Kitchen. À, bây giờ cô con nói cho cô, con nói cho cô xem. What color is the cow? Con bò nó màu gì nào? What color is the cow? Nó có màu đen với màu trắng. À, con sẽ nói là it's white and black. Now, it's white and black. Now, it's white and black. Nào con. Cô ơi, màu cam tiếng Anh là gì vậy? À, màu cam hả? Con có orange. Orange. Good. Đợi tiếp đi. Rồi. What color is a pig? What color is a pig, Paul? Con màu nâu tiếng Anh gì á con quên rồi. À, màu nâu hả? Brown. Con có màu nâu là brown. 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 Okay. Brown với màu da người. Con heo là màu brown với màu da người. Skin color. Now. So what color is a horse? What color is a horse? Is brown. It's brown. Very good. Okay. Some horse are black. Có nhiều con ngựa thì nó màu đen. Thôi, học con nói này. Màu cam tiếng Anh là gì á? Con quên rồi. Orange. Rồi. What color is the duck? Now, what color is the duck? Yes. Màu vàng, con nhớ lại là gì? Yes. Màu vàng là gì ta? Màu vàng con có là yellow đó. Yellow. Orange. Yellow and orange. Nào, Paul nào. Yellow and orange. Yellow and orange. Okay. Now, next. What color is a sheep? What color is the sheep? Is white. It's white. Good. Có nhiều con cừu á. Some sheep are black and brown. Có nhiều con nó màu nâu với có nhiều con nó màu đen nữa. Okay. And what color is a kitchen? Kitchen là màu is black. Yes, it's black. Okay, it's black. Red. Okay, that's right. Black and red. Good job. Hôm nay Paul học giỏi quá nè. Okay, rồi bây giờ mình xem một bài hát nữa rồi mình nghỉ nha. Okay, được không nào? I sing with you a song. Đợi cô xíu nha nào. Song about the sheep. Để cô xem có cái bài mà về cái con cừu không nào. Sheep. Không có rồi. Nào, để con đợi cô xíu nha. Sheep. So is it sheep? Hả? Sheep. Now, Baba's black sheep. Okay, this is our song for today. Rồi, bây giờ mình có bài hát này nhé. Yes. Now, this is our song. Okay. Now. Sharing makes our life happy, Baba. The more we share, the more we have, Baba. Sharing makes our life joyful, Baba. Sharing is the way of caring, Baba. Baba, let's see, have you any good? Yes, sir, yes, sir. Three bags full. Black sheep, the master, one for the man, one for the little boy who lives down the lane.
Baba, white sheep, have you any wood? Yes, sir, yes, sir, three bags full. One for the master, one for the dame, one for the little girl who lives down the lane. Baba, brown sheep, have you any wood? Yes, sir, three bags full. One for the master, one for the dame, and one for the old man who lives down the lane. Giving, caring, sharing, helping shows your way of loving. Loving, caring, sharing, helping are the ways of living. Okay. Bow sheep, have you any good? Yes, sir, many bags full. Some for the master, some for my future. The rest for sharing with the people down the lanes. Okay. Now, that's all about our class for today. We stop here and see you next time. Mình dừng buổi học của mình ở đây nha. Không? Hôm sau mình học tiếp nha. Bye bye con. Bye bye. Okay.